đấy rất rõ ràng. Clip 2000 anh em nhé. Đấy. Đấy, clip 2000. Con này để cho anh em giá 2 triệu nhá. Đấy, con này ngủ rất thổ luôn. Con này gáy, gáy đấu với con kia 3 tiếng. Ấm, giọng rất ấm, rất thổ. Giọng rất ấm luôn. Rất ấm luôn. Này, anh em xem qua cái tướng tá nhé. Mê đi luôn. Chỉ rất thuần luôn. Chỉ rất là ok luôn. 2 triệu để cho anh em chơi thoải mái luôn. Con này bảo được rồi nhé. Nhìn bảo rồi, 2 triệu anh em giọng thổ nghe rõ rồi. Đấy, Quỳnh Cường gáy gù quá ok luôn. Đấy, mắt đỏ. 2 triệu cho một con chim đứng lồng thuần, dí sát người, quay thoải mái. Đảm bảo về hôm trước sau gáy luôn nhá anh em nhá. Đấy, clip này là clip 2000. Em đăng ngày 12 tháng 9 này. Thì rất hàng luôn. Anh em nào mà chưa có một con chim thuần giọng thổ rồi chốt ngay cho em nhé. Số của em thì đây. Cảm ơn này. Anh em cứ theo dõi kênh thì có thông tin luôn. Có thông tin luôn. Đây, số em đây. Ok anh em nhé, hẹn anh em một clip sau.